Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình làm salad ombre nha. Thì trước hết thì mình phải sơn hai lớp mèo đưa vào máy cho nó khô. Đó thì đây là cái súng airbrush portable của mình dùng để xịt salad ombre rất là nhỏ, rất là gọn. Đó thì bây giờ mình đổ mực salad vô, mực để làm salad ombre vô. Vừa đủ thôi, vừa đủ cho hai bàn tay thôi. Đó thì mình để một cái giấy paper towel ở dưới rồi mình mang bao tay vào. Đó thì một chút nữa mình xịt đó thì nó không có dính vô cái tay của mình. Đó thì mình chẳng cái móng nó xuống. Đó. Thường thường thì mình xịt hai lớp mỏng, khi nào mà khách mà muốn đậm hơn nữa thì mình xịt 3 lớp. Tùy theo đậm lợt.
Thì mình lấy một miếng giấy đó, mình lau hai bên mép, cái chỗ mà mình xịt mà nó dính da của khách đó, rồi đút vô trong máy hơ. Các bạn thấy không? Rất là dễ. Chưa đầy 5 phút nữa là xong một cái bộ ombre salad đó. Thì cái cô này cũng muốn làm ở dưới đậm nên là mình phải xịt 3 lớp, còn nếu không á, thường thường á, mình xịt 2 lớp là quá đủ rồi. Nó thì giống như ngày xưa mà mình xịt airbrush vậy đó, mình xịt airbrush design rồi mình xịt airbrush French tip, nó thì cũng giống vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình xịt ombre shellac. Thì làm cái cách này á thì màu nào mình làm cũng được hết. Đó. Và nó nhanh nữa, nó nhanh, nó gọn, nó lẹ. Tùy theo khách nó lợt hay đậm, thì nếu mà thích đậm thì mình xịt thêm. Nhớ là phải clean trước khi bỏ vào máy nha. Bây giờ mình sơn top coat lên. Rồi mình đưa tay của khách vào hơ máy là xong. Hoàn tất một bộ refill shellac ombre.
Đó, thì bây giờ là mình vừa làm xong một bộ ombre nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó, nó blend in rất là đều. One happy customer. Thank you.